Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với bạn chủ đề cộng, trừ, nhân, chia, số phức. Thì để làm được cái bốn cái phép tính này trên cái trường số phức á, thì bạn tập trung vào một cái kiến thức. Tập trung vào kiến thức đó chính là y bình bằng trừ 1. Đây là kiến thức quan trọng nhất để thực hiện bốn phép tính này. Giờ chúng ta sẽ đi vào bốn cái ví dụ cho từng cái phép tính. Giờ cái phép tính đầu tiên là phép tính cộng bạn. Bây giờ bạn thấy nè, bạn sẽ thấy. Bây giờ mình làm nha. Bây giờ cộng thì chúng ta sẽ cộng nè, chúng ta mở ngoặc ra bạn, mở ngoặc ra 5 cộng 2y cộng với 3 cộng 7y thì chúng ta, bạn thấy không, cùng loại cộng với nhau. Ví dụ bánh cộng với bánh, kẹo cộng với kẹo, chứ bánh không thể cộng kẹo. Thế bây giờ mình sẽ lấy 5 cộng 3, 5 cộng 3 mình bỏ vô đúng không, 5 cộng 3 là một nhóm. Rồi 2y với 7y là một loại bạn, thì mình bỏ vô 2y cộng 7y là một loại. Thế bây giờ nó thành 5 cộng 3 là 8 bạn, 5 cộng 3 là 8, 2y cộng 7y là 9, 9y bạn. Đó, đây chính là vậy, là số phức thứ nhất cộng số phức thứ hai ra số phức thứ ba. Bây giờ mình cũng thực hiện cái ông dưới bạn. Ví dụ như mình mở dấu ngoặc ra thì thấy là 1 cộng 6y, 1 cộng 6y. Giờ đem trừ bạn, trừ mình phá dấu ngoặc đó bạn, thì mình sẽ đổi dấu hết. Trừ trừ 4 nè, trừ của 3y là trừ 3y nè. Rồi xong mình mới thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia. Giống thật ra cái cộng trừ nhân chia số phức này nó giống y chang như bạn đã thực hiện ở các lớp dưới bạn trong trường số thực á. Bạn cộng trừ nhân chia thế nào thì trên số phức y chang vậy á, y chang luôn bạn. Nhưng cái vấn đề mình cần nhớ là mỗi khi mình thấy y bình thì mình thay bằng trừ 1 thôi, chứ không có gì hết bạn, rất là đơn giản đó bạn. Thì bây giờ cùng loại thì mình cộng trừ với nhau, 1 với trừ 4 là bằng mấy bạn, bằng trừ 3 đó. 6y trừ 3y còn lại cộng 3y, xong rồi bạn. Giờ nhân bạn, nhân ở giờ nhân thì bạn lấy nè, giống như lớp 8 bạn nhân vậy thôi. 5 nhân 4 bằng 2, 20. 5 nhân 3y bằng 15, 15y. Đúng không bạn? Giờ mình nhận. Rồi. Rồi biết không? Xong 5 rồi, 2y bạn, 2y nhân 4 là bằng 8. 8y bạn. Rồi 2y nhân 3y là cộng 6y bình. 6y bình. Thì bây giờ bạn thấy nè, cái chỗ y bình này nè, đó bắt đầu bạn mới thay y bình. Y bình này nè, cái chỗ y bình nè. Cái chỗ y bình đây. Bạn mới thay bằng trừ, trừ 1, như vậy cái chỗ này sẽ là trừ, trừ 6 bạn, trừ 6. Rồi 20 với trừ 6 còn lại 10, 14 bạn, đúng không? 10, 14. Đó, hiểu không? Rồi 15y cộng 8y là bằng 20, 23y. Đó, vậy thôi, đơn giản. Rồi bây giờ nhân tiếp bạn, bây giờ tương tự ông này. Lấy 2 nhân 6 các bạn, nhân phân phối các bạn, nhân phân phối. 2 nhân 6 là 10, 12. Rồi 2 nhân 4y là cộng 8, 8y. Bây giờ trừ 3y nhân 6 bạn, trừ 3y nhân 6 là trừ 18, 8y. Mình nhắc lại chỗ này nha bạn, mình nhắc lại cái chỗ này. Cái trừ 3y nhân 6 là bạn phải kèm theo dấu nha, chứ bạn đừng có lấy 3y nhân 6 nha. Nó phải kèm theo dấu. Ví dụ như con người thì nó có con trai và con gái, thì khi nói đây là phải nói giống gì, giống nam hay giống nữ, đúng không bạn? Thì khi con số trong một cái toán học nó cũng có dấu, dấu âm hay dấu dương kèm theo nó, nên bạn đừng có nói là 3y nhân 6 mà phải là trừ 3y nhân 6. Giống như thế này nè bạn, dương 2 nhân dương 6 á bạn, nhưng mà do chúng ta nói gọn là 2 nhân 6. Bạn để ý có. Bây giờ tiếp tục trừ 3y nhân dương 4y. Âm nhân dương ra âm bạn. Âm 3y nè. Âm 3y nhân dương 6 nhân dương 4y là âm 10, 12y bình. Âm 12y bình bạn. Thì cái chỗ này nó bắt đầu xuất hiện y bình bạn. Nó bắt đầu xuất hiện y bình. Đó. Mà y bình thì bằng trừ, trừ 1 phải là y trừ 12 nhân y bình chính là trừ 12 nhân trừ 1 là cộng 10, 12. Như vậy cái khúc này nè bạn, cả cái khúc này chính là cộng 10, cộng 12 đúng không? Cộng 12. Rồi với cộng 12 nữa là cộng 20, cộng 24, cộng 24 bằng 24. Rồi 8y với trừ 18y là trừ 10, trừ 10y. Kết quả bạn thấy không? Bạn thấy mình thực hiện không? Cộng nhân, cộng trừ nhân giống y như bạn tính toán hồi mà bạn học lớp cái lớp dưới y chang vậy. Giờ chia cũng vậy bạn, chia cũng vậy. Bây giờ mình mới nhắc. Thì bạn thấy nè, hồi lớp lớp 9 á,
hồi lớp 9 là khi bạn thực hiện trong cái lớp 9 bạn có kiến thức gọi là trục căng thức á, trục căng thức tức là bạn sẽ nhân với một lượng liên hợp để cho ở dưới mẫu không còn căng nữa bạn. Làm sao ở dưới mẫu không còn căng thì bạn bằng phương pháp là nhân lượng liên hợp mà người ta gọi tên là trục căng thức. Thực mà cái tên bạn cũng không cần nhớ đâu, mà bạn chỉ cần nhớ như vậy nè: khi dưới mẫu có căng thì bạn hãy làm cho mất căng bằng phương pháp là nhân lượng liên hợp hay là bằng một phương pháp nào khác bất kỳ. Mà nhân lượng liên hợp tức là sao bạn? Chỗ này dấu cộng thì sẽ là dấu trừ, a cộng b thì sẽ là a trừ b, đúng không bạn? Bạn biến qua trên số phức cũng vậy bạn. Khi dưới mẫu có số phức, dưới mẫu có y thì bạn hãy làm mất y đi. Bạn mình nhắc lại chỗ này nha. Hồi lớp 9 khi mà học về căn á, khi mà dưới mẫu có căn thì bạn hãy làm mất căn dưới mẫu đi. Làm sao để dưới mẫu không còn căn nữa? Thì bằng nhiều phương pháp nào cũng được miễn sao dưới mẫu không còn căn. Thì bây giờ dưới mẫu có y trong cái trường số phức các bạn, dưới mẫu có y thì bạn hãy làm mọi cách, làm bằng mọi cách miễn sao không còn y nữa. Mọi cách bạn, mọi cách. Bây giờ mình thử nha. Thì cái mình sẽ nhân lượng liên hợp bạn, tức là nhân với cái đối của ổng là gì? 1 trừ y, như vậy là 4 cộng 2 y nhân với 1 trừ y ở dưới 1 cộng y nhân với 1 trừ y. Đó bạn. Người ta gọi đây là hai ông lượng liên hợp với nhau. Thì bây giờ mình quay lại mình nhân bạn, nhân bình thường. Ở trên nè, 4 cộng 1 đối bạn mình nhân nè. 4 cộng 1 là 4, đúng không bạn? 4 nhân 1 là 4, 4 nhân với trừ y là trừ 4y. Rồi 2y nhân 1 là cộng 2y. 2y nhân trừ y là trừ 2y bình. Còn ở dưới là hàng đẳng thức bạn, ở dưới là hàng thức. A cộng b nhân a trừ b là 1 trừ y bình, đúng không bạn? 1 trừ bình. Bây giờ tiếp tục tính toán. Giờ ở trên này nó xuất hiện y bình bạn, y bình mình thay bằng trừ 1. Vậy trừ 2 nhân y bình tức là trừ 2 nhân trừ 1 bằng 2. Dương 2 với 4 là 6 bạn, 6. Trừ 4y cộng 2y là trừ 2y. Bạn thấy không? Còn ông này y bình là trừ 1. Vậy trừ y bình là cộng 1, 1 cộng 1 là 2. Rồi bạn đem bạn khử bóc cho 2 còn lại là 3 trừ y. Kết quả bạn. Tương tự bài này. Mình sẽ nhân với ông này là gì? Ông này là 2 cộng y thì mình sẽ nhân tự bằng mẫu cho 2 trừ 3y bạn. Mình sẽ nhân cho 2 trừ 3y. 2 cộng 3y đem nhân với 2 trừ 3y. Bạn làm bằng nhiều cách lắm, miễn sao mà ở dưới mẫu không còn y nữa. Nhân với 2 trừ 3y. Bây giờ mình nhân cho bạn ở tử nè. Ở dưới mẫu thì đơn giản rồi. Dưới mẫu bạn thấy là a cộng b a trừ b là a bình, là 2 bình là 4, trừ 3y tất cả bình là 9y, 9y bình bạn. Hàng đẳng thức bạn. Ở nhân ở tử nè, 3 nhân 2 là 6. 3 nhân trừ 3y là trừ 9, 9y. 2y nhân 2 là cộng 4, 4y. Và 2y nhân trừ 3y là trừ 6y, y bình. Bây giờ bạn sẽ tính toán nè. Ở trên tử là y bình là trừ 1, vậy trừ 6 nhân trừ 1 là cộng 6. Cộng 6 với 6 là 10, 12. Trừ 9y cộng 4y là trừ 5, 5y ở dưới. Y bình là trừ 1 nhân với trừ 9 là cộng 9, 9 với 4 là 10, 13. Như vậy bạn, dưới mẫu không còn y nữa là bạn kết thúc được rồi, không thu gọn được nữa, đúng không? Dưới mẫu không còn y là thành công. Ở đây là mẫu là một bạn, như vậy là mình đã thực hiện phép chia hai số phức thành công rồi bạn. Bây giờ qua đây bạn cũng là phép chia hai số phức, nhưng chúng ta, bạn nên nhớ hồi nãy mình nói nè, ở trong sách giáo khoa ví dụ như lớp 9 á, người ta chỉ bằng cái phương pháp là trục căng thức, người ta đưa cho bạn một cái phương pháp thôi. Nhưng thực ra mình nhắn đến lại, bạn làm mọi cách miễn sao dưới mẫu không còn căng. Thì ở đơn giản vậy, bạn làm mọi cách miễn sao dưới mẫu không còn y, mình làm mọi cách. Thì đây là cái phương pháp chung, là mình nhân với cái lượng liên hợp của nó bạn, mình nhân với cái lượng liên hợp đó. Nhưng đó là phương pháp chung, và bạn biết rằng cuộc đời không có tuyệt đối, nó chỉ là đúng cho nhiều trường hợp thôi. Và có những trường hợp dùng cái cách nhân lượng liên hợp rất là dài, và chúng ta có những cái phương pháp riêng đặc biệt, có những phương pháp rất đặc biệt bạn. Ví dụ như mình nhìn bài này nè, bài này nếu bây giờ mình đem tử và mẫu cùng nhân cho 2 trừ y cũng ra bạn, cũng ra. Nhưng mà không cần thiết, có phương pháp nhanh hơn bạn. Bạn nhìn nha, bạn thấy cái tử nè, bạn nhân đặt như là chung là 4 cộng 6y, bạn lấy 2 là chung nè, ở trong còn 2 cộng 3y nè, bạn thấy không? Ở dưới 2 cộng 3y nè, bạn đây bạn khử đi còn lại 2, rõ ràng dưới mẫu không còn y nữa, thành công. Thực bài vậy, bạn đã thực hiện phép chia hai số phức thành công bạn. Tương tự bài này, ở dưới ví dụ như bạn thấy nè,
bạn cũng có thể dùng phương pháp gì bạn lấy tử và mẫu cùng nhân cho hai chiều bơi cũng được, không sao cả, không sao cả. Hay là bạn có thể nghĩ tới gì, đặt nhân tử chung để kiếm cái chung và bạn khử bạn 2y-3 ở dưới 2+3y, không có cái chung để khử bạn. Như vậy là phương pháp này không được, mình nghĩ tới phương pháp khác bạn. Mình nghĩ tới phương pháp khác, ví dụ như phương pháp này không được đúng không, thì mình sẽ bỏ đây, mình sẽ bỏ cái khúc nhỏ này đây, mình thử nghĩ tới phương pháp khác coi, nó có thể bằng cái khác không, nó có thể bằng cái khác không, là ví dụ như là ông này bằng cái khác không, còn cách nào khác không, ngoài cái cách mà lấy tử và mẫu cùng nhân cho 2-3y bạn thì đó là phương pháp chung rồi, mình còn cách nào khác à? Bạn để ý nè, trong số phức á, cái dấu trừ 1 nó bằng y bình, mình thay vô bạn, mình thay vô 4y+6y, 2+3y, thấy không? Thì bây giờ bạn ở trên bạn có thấy nhân tử chung là 2y bạn, 2y. Thì sau khi lấy 2y nhân tử chung, ông này còn lại là gì? 2. Ông này còn lại 3y. Thì bạn ở dưới có 2+3y, bạn đem bạn khử đi còn lại 2y. Đó. Như vậy kết quả 2y thì mẫu là 1, mẫu cũng không còn y nữa bạn. Như vậy chúng ta đã thực hiện phép chia 2 số thành công. Bạn thấy không? Mình kết thúc cái video này thì mình muốn nhấn mạnh một cái vấn đề quan trọng là vậy nè bạn. Cộng trừ nhân chia của số phức á, bạn làm y chang cái tư duy với bạn, cái lối tư duy của nó y chang như bạn đã từng thực hiện cái phép toán cộng trừ nhân chia số phức thực ở các lớp dưới vậy, bạn y chang vậy bạn, y chang vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.